khi chúng ta tiếp xúc với một cái này thì chúng ta mới hiểu đúng không ạ? Hiểu rõ được. Không như thơ Quang đã từng nói, không vô duyên vô cớ mà những tổ chức gọi là có uy tín trên thế giới đúng không? Họ công nhận, đó, họ công nhận Việt Nam là một quốc gia đáng sống nhất. Cái đó không phải tự nhiên mà có. Mọi người công nhận không? Đúng không anh Phạm bác sĩ? Tôi hiểu như em nói là đâu phải mà họ vô duyên vô cớ mà họ công nhận đâu, đúng không? Tức là họ phải căn cứ trên những cái cơ sở khoa học và những cái cuộc khảo sát nó mang tầm vĩ mô thì họ mới đưa ra cái quyết định đó. Thì cũng vô tình do Hưng Trần, cái nước Hưng Trần có cung cấp cái clip này cho Thơ Quang. Thì Thơ Quang xem qua thì thấy nó cũng hay. Nó, mình cảm thấy mình có cái gì đó, mình tự hào và mình hãnh diện. Cho nên hôm nay Thơ Quang làm lấy cái clip này để làm cái chủ đề này. Để mọi người vào mình cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đưa ra cái ánh nhìn của mình đó về thực trạng giữa Việt Nam và trên thế giới hiện tại ra sao. Chúc mừng năm mới. Trước đó thì người nước ngoài biết gì về Việt Nam? Một Việt Nam lạc hậu, một Việt Nam. Đúng rồi, nguyên đó chỉ phân chỉ số hạnh phúc. Việt Nam tồi tệ, mất nhân quyền, mất tự do. Cái đó quan trọng nhất á, cái chỉ số người ta dùng cái chỉ số hạnh phúc là quan trọng á, nó hay á Nguyễn Đức. Đúng không ạ? Bởi vì khi con người mà nó đạt được cái sự hạnh phúc trong người á thì nhiều khi tiền bạc đối với họ nó không thành vấn đề nữa. Đúng không ạ? Nhiều khi tiền bạc cũng đối họ đâu thành vấn đề nữa không? Cái đó mới quan trọng. Thì hôm nay Thơ Quang xin mở cái live với cái chủ đề là dưới ánh nhìn của mọi người á, tất cả mọi người nha, thì nơi nào đáng sống nhất hiện tại, đúng không ạ? Thí dụ mọi người có thể nêu ra cái quan điểm của mình. Mình thấy thế nào thì mình cảm nhận thế nào thì mình chia sẻ với tất cả mọi người cái suy nghĩ của mình và cái cảm nhận của mình về điều đó, để chúng ta thấy được rằng cái sự nhìn nhận khách quan và cái quan trọng nhất á, theo cái quan điểm của mọi người á, cái đáng sống ở đây là cái gì, đúng không? Cái đáng sống ở đây là cái gì thì về cơ bản thì nãy với cá nhân tôi và Nguyễn Đức á, là đồng thuận về vấn đề á, là giống như là cái chỉ số hạnh phúc. Đúng rồi, bởi vì khi một con người dù cho có bôn ba hay làm bất cứ cái vấn đề gì cả, khi họ đạt được cái điểm gì đó họ xem là hạnh phúc á, thì với Thơ Quang thôi anh nghĩ cái đó quan trọng. Khi mình đã hạnh phúc rồi thì mình đã có hạnh phúc rồi á, thì vật chất tiền bạc á, rồi mình thấy nó nhỏ lắm, nó bình thường lắm, đúng không? Mình thấy nó bình thường lắm. Cho nên là đối với Thơ Quang và Nguyễn Đức á, thì thấy là cái chỉ số hạnh phúc là nó quan trọng nhất. Và điển hình là Việt Nam chúng ta cũng đã được công nhận là một trong năm quốc gia đạt được cái chỉ số hạnh phúc đó, so với gọi là tầm thế giới. Chào Thanh Phi Hùng. Thì cho nên với Thơ Quang là như vậy, và Nguyễn Đức là như vậy. Còn với mọi người như thế nào thì cần mong mọi người lên chia sẻ điều này với tất cả mọi người trên diễn đàn. Xin mời mọi người. Đó. Cái về cái chủ đề đó thì tôi cũng nhất trí thôi. Nói chung là cái đó là đúng, nhưng mà ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ vậy nè. Nói chung là cái nếu mà mình nói là ở đâu mà đáng sống thì mỗi cái quốc gia, mỗi cái dân tộc, mỗi cái vùng miền á thì nó đều có một cái gọi là phong tục tập quán riêng. Đấy, cho nên là nếu mà mình kêu là ở Việt Nam mình là nơi đáng sống nhất luôn thì nó cũng không có phải. Kiểu như đối với cái cuộc sống của mấy cái người phương Tây á thì
theo cái phong tục tập quán của người ta mà tự nhiên sống theo kiểu của mình á, thì nó lại không thích, nó là như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây mình chỉ bàn về cái việc mà gọi là dân chủ ở Việt Nam mình đi, là nó chính xác hơn là đáng sống với không đáng sống. Tại vì ấy, một con người lớn sinh ra lớn lên và trưởng thành á, rồi già và chết đi á, ở Việt Nam á, thì cũng không cần phải đòi hỏi cái gì nữa. Tại vì á, thì anh sinh ra cho tới khi đi học hành là đều tự do thoải mái hết, chứ không có ai cấm cản anh học hành, anh ăn uống hoặc là anh đi lại thăm hỏi bạn bè họ hàng này kia hết trơn. Là cái thứ nhất là về cái tự do dân chủ, mà nguyên một cái đám mà suốt ngày kêu Việt Nam không có dân chủ, cái con nói tục nó đóng lại là tụi nó cứ kêu không có dân chủ, mà mình lên mình hỏi nó không dân chủ ở chỗ nào thì nó ba láp tầm tàm đâu, mà nói hồi nó nói không lại mình cái đá mình xuống. Chẳng hạn bây giờ các cái diễn đàn kia, kể từ Tân Thái bên như Trương Hoàng Nguyễn Kỷ Niệm gì ấy, lên là giờ là hết hết cho lên luôn rồi, mà lên là nói được dăm câu ba điều với Tân Thái. Hồi có đợt ngu rồi dẫn nó đi vòng vòng luôn, nó cứ lên nó chụp mũ người ta, nhưng mà mình chơi chiêu ngược lại với nó, mình lên chụp mũ dẫn đi vòng vòng, mấy anh kia ở comment chửi Tân Thái, kêu anh Thái để nó dẫn đi vòng vòng, kêu anh Thái đá nó xuống. Đúng không? Rồi cái mình hỏi cho Tân Thái dân chủ là cái gì, rồi cái nó im luôn không nói. Để mình mục đích là hỏi nó, nếu mà nó phân tích cái gì là dân chủ thì mình đem Việt Nam mình ra để mình so sánh nó, cho nó biết cái nào gọi là dân chủ, cái nào gọi là không Đúng dân rồi. chủ. À, mà nó không dám trả lời, nó không dám trả lời luôn. Chứ còn cái bọn nó, mà không hiểu sao ở cái đất nước Việt Nam này thật sự luôn, nếu mà nói mà cái thành phần mà chống đối đó là thành phần kiêng ăn lười làm bất mãn chế độ, là cái thành phần không ra gì thì cũng không có đúng. Cũng có nhiều người là có tài nhưng mà nó bị lệch lạc ở một cái điểm là nó cứ thích là ăn cây táo rào cây sung, nó không phải là không có trình độ năng lực đó. Có trình độ, có năng lực, có, nhưng mà nó lại cái nhu cầu đòi hỏi của nó lại muốn làm cha thiên hạ. Ở cái xã hội nào anh cũng không thể làm cha người khác được hết đó, cho dù anh tài giỏi cỡ nào, đừng có nói thằng tư bản nó Đúng đạp rồi. cho cái chết chết ngắt luôn, chứ đừng nói là như ở như Việt Nam á, là hết năm lần bảy lượt du di tạo điều kiện cho anh quay đầu. Cái xử lý về cái mặt mà vi phạm á, là thiên về cái tình cảm rất là nhiều, nó khuyên lên này kia, dùng gia đình dùng xã hội tác động để làm sao cho anh quay đầu. Cái mục đích của cái xã hội mình là lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm vậy đó. Đúng Rồi rồi. viết ra bọn này nó lên, trời ơi tao chưa có xong việc mà chưa mặt mày tô tao mà thấy đường bù xù á, rồi má giật nhân quan nó muốn chết. Thì có vậy đó thì mới thể hiện được là cái sự hạnh phúc, đúng không? Chứ còn mà nếu mà chuẩn bị đâu vô đó hết, Nhưng đúng mà lên không? là thấy buồn chù quá, coi không giống ai chứ lại mấy bữa nay mệt quá, bị nó hành về cái buổi thứ hai nó te tua, nó bị Cái sốt, thuốc à, cái mũi mũi hai hả bố? nó giật quá trời đất, ngày qua tao nằm liệt giường luôn, tao đâu có ngồi dậy nổi đâu, mới ngồi dậy để mày lôi lên chi vậy. Ông già mới nghe tin gì chưa? Ba 33 cây cột điện bị tống 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 khỏi nước Mỹ, Ở nghe đâu chưa? chưa Trời biết, ơi, hồi ở tao qua tao nay tao nằm liệt giường tao đâu có rớt tới cái phone đâu. 33 cây cột điện mà trong đó có hai cây cột điện gọi là nổi tiếng luôn, là có nêu nêu tên luôn là Đây Tiên này Phạm ông có hay gì Tiến Phạm gì đó, với nghe lại Hiếu Quỳnh đó, vậy bị nghe chính lại bị chính quyền Mỹ tống lên máy bay chuyển về, đang trên đường về luôn. à. Nhưng mà có một cái từ xưa tới giờ tôi quên một cái điều, bây giờ tôi nhắc lại tụi bay nhớ để kiểm điểm, tụi bay để ý, tụi bay coi tất cả những cái người dân chủ cội mà được tụi nó lôi cuốn á, mà nhận xét được điều gì, mà nhận xét được một cái điều gì không thưa quan? Lôi cuốn vào cái câu chuyện mà Không không đúng, hỏi chống đối Việt Nam, Việt Nam bà biết có một điều gì rất là là chính xác không? con nghĩ là tiền, con nghĩ là tiền là nhiều. Không, cái tiền thì không nói rồi, cái tiền nhưng mà những cái người mà được nó lôi cuốn hoặc để cho thuê chửi, nói chung là chữ thuê chửi đó,
thì à, chị to muốn như rất ư là nghèo rớt bùng tơi, mày hiểu không? Tại nó nói mà ông Phạm Nhật Vượng nghe cho tao mới lại đó, còn không hả, đủ mới nói cho người khác, nó toàn ra đủ không nhà không cửa, ở chuồng heo đủ, ở phòng trọ đủ, quá mới là buồn cười. Hầu như 99% là như vậy đó, mấy không? Thành ra cái đám này, hầu cái đám kia bằng cái điều là ăn tục nói phét. Thì bởi vì người ta có làm ra tiền, người ta đi lao động thì đâu có thời giờ đâu mà người ta đi lên mạng người ta chửi, đúng không? Còn một thằng tài xế taxi đủ má nó chạy nó kiếm cơm hàng ngày cũng đâu có thời gian. Chỉ có một thằng mà đủ má không có chán đời biết làm gì trên, ngồi chuồng heo đủ má ngồi đưa ra phun cùi bắp ra xong rồi đủ, tới giờ có thằng Lê Thương ở trời nó ngồi đâu tao không hiểu nữa, y chang như cái chuồng gà ấy. Hầu như thằng nào cũng giống như thằng đấy trên đời, thấy không? Thì có một cái mà khái niệm ta hiểu là tại sao thằng nào đấy nó nghèo dữ cái trời, mà chính tụi này nó mới chửi đủ không đâu chửi. Cái mà chừng nào mày nói mà đủ má bất cứ cái thằng nào mà đại gia nào mà nó nghe người ta mới phục mày. Mày thấy rõ ràng đúng không? Đúng y chang tôi nói không? Có nghĩa là chỉ có cái thằng lo, chỉ có Chào đám mà biển thôi rớt một mình. Có một người ở dưới có đem một cái câu comment là gửi yêu cầu tới chú Cầm, là muốn chú Cầm nói về chuyện mà năm xưa mà kể cái chuyện mà ám sát ông Diệm với ông Nhu á. Họ muốn nghe chú Cầm kể. Không mà nói chung là chú mà biết cái chuyện đó là đương nhiên ai cũng biết cả rồi, nhưng mà chú cũng lại không có đứng ở trong cái trường hợp, có nghĩa là không phải là người ông Diệu ông Du. Chú hồi xưa chú còn nhỏ, năm có chừng 63, tao 52, 63 mới có 13 tuổi là đủ, mấy làm sao mà tao biết gì đâu mà tao kể. Nhưng mà cái chuyện đó là lịch sử đã ghi nhận ai ám sát ông Diệm và ông Du, cái chuyện đó là ai cũng biết rồi, và lịch sử và có hình luôn, có hình ngay cho tại chỗ ông chết luôn ở nhà thờ Gia Tam. Cái điều đó lịch sử đã biết rồi, đâu tao làm sao tao kể được. Tao kể được trừ khi nào tao đã đi lính là trưởng thành trên 18 tuổi, rồi bắt đầu từ đó thì sao tao cũng biết. Tao kể đủ mất có 10 tuổi biết cái gì đâu kể được, mà nghĩ gì đúng không? Xin lỗi cái đó đưa ra nghe. Đúng rồi, thời ở Đà Lạt, ở Bảo Lộc rất là dễ thương. Cái số của tao nó cùi, tao là ăn nói bổ bả cọc bắp mà không có gì văn chương, không có gì, nhưng mà các em nó thương tao lắm này. Đứa nào nó thương mà tao không bỏ, tao thương rồi nó tao cũng chửi nữa, tao chửi tao cũng thương nữa, ngộ vậy đó. Thằng nhà cũng vậy, đứa nào tao không thương mà tao thương cái cách tao rất kỳ cục lắm. Giờ vì sao nó cũng chấp nhận được đồ má luôn mày, tôi luôn đó. Cái đó tao gọi chữ, cái đó tao gọi chữ yêu của chú Cầm. Ủa má sao quá sao tao gặp đây à. rồi, lúc cười khè khè nó không bắt thôi vậy đó. Đó nó được anh được chú được cái là con cái rồi con cháu ơi. Chắc cái vụ con tao mới nhớ, tao mới kể vụ này mà nãy tao nói một cái ý của tao rồi. Cảm ơn em Việt ạ. Hầu như tất cả những cái đám mà trong dân chủ cội ở trong nước mà để mà nó chửi lại đất nước mình thì tao thấy thằng nào đấy rớt bồng tơi, chẳng còn nào, thậm chí có nhiều thằng không có mặc quần nữa. Nó ngồi bị nó ngồi đưa cái mặt trên thì dưới đâu có đâu đâu quá đâu biết, nhưng mà nó ngồi không ra ngồi nữa, nó chán lắm mày, mệt quá. Tao không chẳng có muốn kể những nữa, nhưng mà thực tế mình đi mà coi đúng không, chẳng có nào giàu có nào đại gia rồi mà lên nói, chứ toàn là cái dân ruộng mà là nó còn tệ hơn cái bán vé số nữa. Đủ vậy đó, bán vé số người ta còn lao động, người ta còn kiếm tiền, còn thằng này nó ở không lấy gì có tiền đâu mà uống, đúng không? Thôi tao miễn bàn, bởi tao không coi đó là cái đám ôn gì cả. Đủ má vậy mà ngồi lên lên mạng đủ má sủa giống như đúng rồi đó. Đúng giống tao tưởng nó chắc là tiến sĩ gì đó tới mà ghê. Đủ tao cũng không bàn tới cái chuyện đó nữa. Sau khi kỹ này nghi đến lại thì mới thấy rượu tụi toàn là nghe lời cái đám mà chống cộng mà nó chống đứng cái gì ra mình là cái toàn là toàn là cái lũ nghèo mà đẹp nó sẵn này, bởi dính nó nghèo bởi mới được thuê mướn, chứ nó giàu ai thuê mướn làm gì, nó ai chịu, giàu đâu ai quan tâm tụi nó đâu làm có gì. ai quan tâm nội ta không để ta làm tối ngày sáng đêm. Tao ví dụ như giám đốc công ty đi, đừng nói chi lớn, giám đốc công ty nhỏ thôi, đừng gọi là vừa và trung thôi, thì người ta này không phải là phân bổ nè, rồi sổ sách nè, rồi thu chi nè, trời ơi đọc cái đó bao nhiêu không là hết ngày hết việc rồi. Đừng nói chuyện, đừng nói chi, thấy không? Toàn là những cái thứ gì đâu không làm ghê.